Dạ. Để mẹ làm chả ram bắp cho hai chị em ăn nhé. Dạ. Đây này, mẹ bỏ gia vị rồi. Giờ mẹ bỏ thêm một quả trứng nữa. Là mẹ chiên cho hai chị em ăn thôi. Wow. Thì giật mình. Đây, để mẹ trộn đều lên lại nha. Chị thích này không? Tí thích lắm. Tí thích ăn mấy cái món mẹ làm lắm này. Chị thích không? Thế chị Gấu có thích không? Có. Ừ. Hai chị em thích ăn đồ ăn mẹ làm đúng không? Chị thích không? Nào. Mẹ bỏ bắp nè, cà rốt nè, Chị này trứng thích nè. này. Chị thích nào? Có, tí thích nhiều lắm. Xong rồi mẹ bỏ gia vị vô đây rồi, bây giờ là mẹ cuốn lại để mẹ chiên cho hai chị em ăn nhé. Dạ. Thơm không? Được. Thơm mới nhà trường. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ ơi. Đây nhá, để mẹ bỏ vô đây rồi mẹ chiên nha chị em nha. À đấy, mẹ lại quên chưa bật bếp rồi. Bật bếp lên cho nó nóng chứ nhỉ. Giật mình à? Con có giật mình không? Không. À, thế thì con giỏi. Wow, cái này chắc là ngon lắm ấy nhỉ. Mẹ trông rất đỏ. Không quấn được, để mẹ làm cho nhá. Sau này lớn lên rồi con làm giúp mẹ nhá. Dạ, mẹ ăn đi. Từ từ để chiên đã chứ. Chiên xong mới ăn được. Cho dầu nó nóng lên xong. Ui, nó bị đổ ra ngoài một ít rồi. Tim ngồi chờ mẹ nhá. Không có cái gì cho Tim ngồi ăn ta. Mẹ phải cho nhỏ, thật nhỏ lửa lại chứ không làm nó bị cháy quá. Đen thui. Đen thui luôn à? Có sợ đen thui không? Có. Đen thui là không ăn được đúng không? Dạ. Đúng rồi. Chị Gấu hơi bị giỏi luôn nhỉ. Chào chết. Tí ơi. Chị đang ngồi chờ mẹ. À, đi nói chuyện với con đấy. Lêu lêu em thế. Lêu lêu em là em số 1. Dạ. Mẹ ơi. Đi ngó ngó ngó. Chờ một tí, gần xong rồi nha. Mẹ ơi làm gì đấy chứ? Mẹ ơi làm gì vậy chứ? Chị Gấu hỏi đều thế. Rồi tắt. Đúng rồi, hết rồi. Còn một cái cuối cùng để mẹ làm nha. Cuối đã. Còn một cái cuối cùng để làm để cho em Gấu với Titi ăn nào. Ba cha mẹ đói bụng quá rồi. Thế con có đói không? Có hả? Hai chị em đều đói bụng nhỉ. Con đói bụng lắm rồi. Đây, giờ mẹ lấy ra nhá. Hai chị em ăn nào. Wow, ngon chưa? Thơm lừng luôn. Rồi, để mẹ lấy ra rồi mẹ lấy cho hai chị em ăn nhá. Còn một cái cuối cùng đây nữa này, gần xong rồi. Chuẩn bị nha, chuẩn bị được ăn rồi nha. Thế thì chờ mẹ nhé. Đây rồi, xong, hết rồi. Chín rồi. Rồi, hai chị em ngồi đây chờ mẹ tí, mẹ cất cái nồi đã nhá. Mẹ cất nồi chứ không là bỏng đấy. Chờ mẹ một xíu.
của em Gấu, của Titi. Mẹ chủ Titi. Để mẹ thổi cho hai chị em lại nhá. Mẹ chủ mẹ cha. Đúng rồi. Nào con đưa thìa của con đây để mẹ thổi cho nào. Wow, giòn tan luôn. Ngon chưa? Thổi nhá. Bằng 2 Bằng 4. Con thổi hả? Dạ. Đây, của con đây. Thổi xem nguội chưa để ăn nhá. Này, của Titi này. Này cho dạ. Mẹ ta. Này cho rồi, con mẹ cứ ăn ta. Đi. Hai đứa cứ ăn đi xong rồi thì đã hai đứa ăn rồi mẹ ăn nhá. Titi cầm được không? Chắc cầm được đấy nhở. Này, con cầm cái này ăn cho dễ này. Mẹ nó. Rồi, con ăn đi. Nào, con đưa lên con ăn với Titi nào. Đưa lên ăn cùng em nào. Ngon quá. Ngọt ngọt thơm thơm đúng không? Dạ. Ừ. Mẹ mời hai chị em nha. Nóng quá. Nóng không? Thổi mẹ nè. Ngọt, giòn nhờ. Ngon quá. Cho không? Này mẹ cho Gấu miếng này giòn giòn này. Ăn thêm giòn không? Mẹ cho đi tìm miếng này. Cho em miếng rồi. Cho em miếng tiếp đúng không? Giòn giòn, thích thích đúng không? Ừ. Đi ăn giòn không? Hết rồi. Hết rồi. Con ăn của con đi. Đi ăn gần hết rồi, giỏi chứ. Ok, nè, em đi ăn cho mỗi cái ruột bên trong, còn cái vỏ em đi không ăn. Trong ruột. Ăn gì, cái gì đây? Mẹ biết. Chả rang bắp á? Dạ. Ừ. Chả rang bắp, ngon bắp. Ăn ngon rồi, mai mẹ làm tiếp cho ăn nha. Ừ.